Cư sĩ Lưu Tú Dân ở Đông Bắc là tấm gương tốt nhất. Bà đã thể hiện ra cho chúng ta thấy, 55 tuổi gặp được Phật Pháp, bà có thể tin. Đây là gì? Đây chính là trí tuệ vô thượng của người này. Bà tin và hành trì. Bà đến đây, các vị đồng tu hỏi bà, bà tu phương pháp gì bà thành tựu? Bà nói sáu chữ. Thứ nhất là thật thà, thứ hai là nghe lời, thứ ba là thực hành. Bà nói bà áp dụng sáu chữ này. Bà làm được sáu chữ này rất thật thà. Suốt đời không tiêm nhiễm danh lợi, suốt đời không vọng ngữ, chưa hề nói lời giả dối. Đây là thiện căn của bà. Tiếp xúc với Phật Pháp bà liền tin, nghe lời, nghe hiểu hai câu trong kinh Phật nói, bà đã nghe hiểu. Hai câu này tôi thường nói, nghe rất quen thuộc, nhưng quý vị không thực hành. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, bà nghe hiểu câu này. Cho nên bà chỉ chuyên tu một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một danh hiệu Phật A-di-đà. Quý vị xem nhất môn thâm nhập giống như ở đây nói vậy. Một ngày nghe kinh 10 tiếng, nghe kinh Vô Lượng Thọ, nghe bộ kinh tôi giảng năm 1998 lần đầu tiên tại Singapore. Lúc đó mỗi năm tôi đến Singapore một tháng, giảng kinh một tháng. Lúc đó còn sử dụng băng ghi âm, chưa có đĩa CD. Một tiếng một cuộn băng. Bà có được bộ này, bây giờ đã làm thành đĩa CD. Thời lượng một đĩa CD một tiếng đồng hồ. Mỗi ngày bà nghe một đĩa CD, một đĩa CD nghe 10 lần, quân tu lâu dài, thâm nhập một môn, tức nghe một tiếng nghe 10 lần. Nghe xong bộ kinh này là 2 tháng. 2 tháng bà nghe 10 lần, nghe hết lần này lại nghe lần khác. Suốt 10 năm như thế, không hề thay đổi. Mười năm thành tựu là gì? Giới định tuệ được thành tựu, trí tuệ bà khai mở. Bà giảng kinh Vô Lượng Thọ không cần dùng kinh, nói rất lưu loát. Trong Phật Pháp bà được niệm Phật Tam Muội, khai ngộ. Một kinh thông tất cả kinh thông. Bà chưa tiếp xúc với kinh này, nhưng mời bà giảng bất kỳ bộ kinh nào, bà đều giảng được không có vấn đề gì, hoàn toàn thông suốt. 56 tuổi đến 66 tuổi, quý vị xem trong đời này suốt 10 năm như thế không sống một cách uổng phí. Chứng minh những điều trong kinh Phật nói, nhất môn thâm nhập. Tổ tông chúng ta nói, đạo dạy học quý ở chuyên, học tập cũng như thế. Học thật đó chính là chuyên, tinh chuyên. Không ai không thành công. Ngày nay Nho Thích Đạo không có nhân tài, mọi người đều biết
người có thể hoằng đạo, không phải đạo hoằng người. Xây dựng chùa chiền thật nhiều cũng vô dụng, không có người. Con người có thể hoằng đạo, làm sao để đào tạo nên con người? Người như cư sĩ Lưu Tư Dân sẽ xuất hiện. Nếu có một học viện, mọi người cùng nhau tu học, phước bao đó lớn biết bao. Người bây giờ không có phước báo lớn như vậy, nên nhân duyên này không thuần thục. Nhưng bản thân quý vị tu học vẫn thành tựu, chính là nhờ tinh tấn chuyên cần. Ngoài pháp môn này ra, đầu óc không có ý niệm nào khác. Cổ nhân nói, đọc sách ngàn lần, tự mình hiểu nghĩa của nó. Như vậy là khai ngộ. Vì sao vậy? Ngàn lần nghĩa là định công. Quý vị đã định, quý vị đoạn trừ tất cả vọng tưởng và tạp niệm. Như trên đề kinh này của chúng ta, quý vị đã đạt được thanh tịnh bình đẳng giác. Giác là khai ngộ, bình đẳng là định, bình đẳng là niệm Phật tam muội. Giác là khai ngộ, 10 năm khai ngộ. Dùng phương pháp này, quý vị học Phật sẽ thành Bồ Tát, thành Phật. Cao nhất là thành Phật, tiếp theo là thành Bồ Tát. Nếu học Nho giáo, ví dụ quý vị học bộ Tứ Thư, thậm chí học bộ Luận Ngữ, học suốt 10 năm như thế, quý vị chính là Khổng Tử trong thời hiện đại. Nếu học đạo giáo, quý vị chính là thần tiên. Không phải làm không được, mọi người đều có thể làm được. Vậy tại sao không làm? Chỉ cần kiên trì, không ai không thành công. Khi chúng tôi còn trẻ, vừa mới học Phật, mới xuất gia, bạn bè đồng học rất nhiều người. 60 năm trôi qua, bây giờ chỉ còn mình tôi, những người khác đều không còn. Vì sao vậy? Không chịu thực hành, không kiên trì. Trong đời tôi cũng nhờ thầy vậy, đại sư chuyên gia dạy tôi học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, suốt đời không thay đổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngày dạy học. Sau khi tôi học xong cũng ngày ngày dạy học, ngày ngày đọc kinh, ngày ngày dạy học, không có ngày nào nghỉ ngơi. Tôi thường đem phương pháp này nói với mọi người, hy vọng người có tâm nghe được rồi thực hành, họ sẽ có thành tựu. Thiên hạ không có việc gì khó. Bí quyết thành công là kiên trì chuyên nhất, không được tham cứu nhiều thứ, nhiều sẽ tạp. Ví dụ 10 năm quý vị học 10 thứ, học những thường thức bên ngoài, không có thứ nào giỏi. Nhưng 10 năm chuyên vào một môn sẽ thông đạt, thông đến tự tánh. Thông đến tự tánh, pháp thị xuất thế gian đều thông suốt. Phải hiểu được đạo lý này. Sự thật, quý vị xem rất nhiều bậc cao tăng làm tấm gương tốt cho chúng ta noi theo, đáng để chúng ta học tập, đáng để chúng ta noi theo. Nhưng có thể tin nhập, quý vị thật sự tin tưởng. Nhập là gì? Là tiếp thu. Tiếp thu vô điều kiện.
Thật thà niệm Phật chỉ một câu hồng danh sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm một cách thật thà, tự nhiên có thể không vọng tưởng. Vì sao vậy quý vị nghe kinh? Vì sao vậy quý vị đọc kinh? Đọc kinh nghe kinh là vì có nghi hoặc, nó có thể giúp quý vị đoạn nghi sinh tín. Lợi ích là đây. Sau khi thành tựu giúp quý vị hoằng pháp lợi sanh, như vậy là khai trí tuệ. Câu Phật hiệu này nếu không nghe kinh giáo, không đọc kinh Phật, chỉ niệm câu Phật hiệu này thôi, cũng có thể thành tựu. Như người thợ hàng vậy, biểu diễn cho người khác thấy, làm chứng chuyện trong tam chuyện pháp luân, làm chứng cho mọi người. Công đức này không thể nghĩ bàn. Người ta thấy quý vị là tin, không còn gì để nói. Nếu phát tâm hoằng pháp lợi sanh, quý vị càng không thể xa rời kim giáo, phải thành tựu trí tuệ của mình. Cho nên thật thà niệm Phật, tự nhiên đạt được năng sở không còn. Đây là cảnh giới gì? Là lý nhất tâm, đã minh tâm kiên tánh. Bên dưới nói tự tâm sáng suốt hiện tiền, đây chính là minh tâm kiên tánh. Trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Đến cảnh giới này, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là trực tiếp sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Họ không đi qua cõi đồng cư và cõi phương tiện, họ không thông qua hai cõi này mà trực tiếp đến cõi thật báo, gọi là hoa khai kiến Phật. Họ không phải nhờ oai thần của Phật A-di-đà gia trì, bản thân họ đã kiên tánh. Từ sử trì đạt được lý trì mới bắt đầu là thật thà niệm Phật. Đây là sự niệm, đến sau cùng là niệm đến lý trì. Tức tâm phàm thành tâm Phật, họ thật sự thành Phật. Lý nhất tâm bất loạn chính là thành Phật. Lý nhất tâm bất loạn là cùng một cấp bậc với thiền tông minh tâm kiên tánh. Cảnh giới hoàn toàn tương đồng. Sự di diệu của Tịnh Tông hoàn toàn ở đây. Phương pháp đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, đáng tin, mà thành tựu còn rất thù thắng. Không phải thành tựu nhỏ, là thành tựu lớn. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.